Ngày 11 tháng 11, Thường trực Thành ủy Sông Công đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 30 thực hiện quy trình công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Sông Công chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đặng Dương Thảo, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bá Xuyên. Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe ba đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố sẽ được điều động bổ nhiệm lại trình bày chương trình hành động của mình phát biểu tại hội nghị đồng chí bí thư thành ủy nhấn mạnh việc quy hoạch thực hiện quy trình công tác cán bộ là công tác quan trọng nhằm kịp thời hoàn thiện bộ máy cán bộ chủ chốt đảm đương nhiệm vụ phát triển của thành phố